Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Khủng Bố Sống Lại. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của Khủng Bố Sống Lại, qua tập số 298 nhé. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nếu cậu lấy đi đồng hồ quả lắc, cậu chắc chắn sẽ mất khống chế. Khi đó thành phố Đại Đông sẽ xong đời. Cuối cùng Vương Sát Linh phải nhượng bộ, không còn cứng rắn nữa. Dương Gian nói: trước khi lấy đi, tôi sẽ thay đổi thời gian, đem toàn bộ lệ quỷ mang đến một quãng thời gian không ai biết. Vương Sát Linh nói: vô dụng. Chỉ cần đồng hồ quả lắc rời khỏi cổ trạch, thì sớm muộn gì lực lượng linh dị của lệ quỷ cũng sẽ xâm nhập đến thế giới hiện thực. Chỉ bằng việc thay đổi thời gian một lần là không thể duy trì được hiệu quả lâu dài. Nhất định phải để cho đồng hồ quả lắc không ngừng khởi động lại thì mới được. Đây chính là mối cân bằng do Vương gia chúng tôi thiết kế, không thể phá bỏ. Dương Gian nói: nếu đã như vậy, cổ trại của Vương gia sẽ do tôi tiếp quản. Vương Sát Linh nghẹn lời. Sự cường thế của Dương Gian đã nằm ngoài dự tính của hắn ta. Hắn ta cứ nghĩ như vậy sẽ khiến cho Dương Gian từ bỏ ý định lấy đi đồng hồ quả lắc. Không ngờ hắn lại càng được nước lấn tới, thậm chí còn muốn khống chế luôn cả cổ trạch nữa. Cướp tổ trạch của người khác, cậu thấy việc này có quá đáng lắm không? Vương Sát Linh có chút tức giận, nhìn chằm chằm Dương Gian, hận không thể trở mặt ngay lập tức. Dương Gian nói: cậu giữ không được chỗ này thì tôi giúp cậu thủ. Vậy sao gọi là cướp được chứ? Nếu cậu cảm thấy vậy ngắn quá thiệt thòi thì cứ ra giá đi, tôi sẽ thu mua theo giá thị trường. Chỗ này cũng chừng mấy mẫu đất đấy. Khóe miệng Vương Sát Linh giật giật, nhìn bộ dáng này của Dương Gian, hắn thực sự là muốn ép mua ép bán. Được rồi, mọi việc dừng lại ở đây. Tôi không muốn bàn bạc với cậu về chuyện này nữa. Nếu không người ta lại tưởng rằng là tôi không đánh được cậu, phải co kèm mặc cả. Dương Gian không cho hắn ta có cơ hội để mặc cả, trực tiếp định đoạt chuyện này. Hắn dám ăn chắc tên Vương Sát Linh này, bởi vì hắn ta quá cẩn thận, không đủ quyết đoán. Mặc dù là mất cổ trạch là một tổn thất to lớn, nhưng mà nếu đánh nhau với hắn, nói không chừng mạng quán ta cũng sẽ bị mất nữa. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, ở trong lòng hắn chắc chắn đã biết rõ. Vương Sát Linh nhìn chằm chằm Dương Gian, sắc mặt có chút khó coi. Kể từ khi trở thành đội trưởng cho đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn phải chịu nhục nhã như thế này. Tên Dương Gian này làm như vậy là vì cảm thấy mình sẽ không trở mặt sao? Nếu hiện tại mình trực tiếp động thủ với hắn, liệu có thêm được chút phần thắng nào không? Trong lòng hắn ta thầm tự hỏi, cũng đang do dự. Dường như là cộng hưởng được ý nghĩ của hắn ta, ở phía sau hai ông bà lão quỷ dị âm u, mặt mũi nhăn nhau lần nữa xuất hiện. Thế cảnh tượng này, mặc dù sắc mặt Dương Gian vẫn rất bình tĩnh, nhưng tay khẽ cầm chặt cây trường thương hơn, đồng thời hơi nghiêng, nói về phía trước một chút. Cái này giống như đang nóng muốn động thủ vậy. Không có phần thắng. Trong tay của Dương Gian có đinh đóng quan tài, có thể áp chế một con lệ quỷ bên cạnh mình. Với lại tên Dương Gian này đã chuẩn bị kỹ để giết mình. Hắn nói thực, chứ không phải đang hù dọa mình. Vương Sát Linh cẩn thận thăm dò, thử xem thái độ và phản ứng của Dương Gian như thế nào. Nhưng mà kết quả khá là bi quan. Nếu lúc này mà động thủ, bản thân hắn ta sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có bất cứ một cơ hội thắng nào cả. Tôi muốn xử lý tốt hậu quả, sau này có cơ hội chúng ta sẽ còn hợp tác.
Hắn ta lập tức thay đổi đề tài, cũng chỉ lưu lại một câu như vậy, sau đó dẫn hai con lệ quỷ khủng bố ở đằng sau lưng rời đi. Nếu đã đánh không lại, cũng không giữ được cổ trạch, thì thôi, không thể khiến cho mâu thuẫn giữa hai bên trở nên gay gắt được. Kẻ lại đắc tội với người khác mà không có được lợi lộc gì, như vậy chẳng bằng dứt khoát chịu thua, chờ lại cơ hội để sau này còn gặp nhau. Đến cuối cùng cũng còn muốn thăm dò mình sao? Mặt Dương Gian vẫn bình tĩnh như cũ. Lần giao phong này hắn là người thắng. Từ giờ trở về sau, cổ trại của vương gia sẽ do hắn ta khống chế. Mà kệ Vương Sát Linh không cam tâm như thế nào, chỉ cần hắn ta không có dũng khí giao thủ với Dương Gian, vậy thì hắn ta sẽ luôn là người thua. Dương Gian thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên nếu ngày nào đó tên Vương Sát Linh trở thành ngự quỷ nhân, đồng thời mang theo 4 con lệ quỷ, là vương gia đời thứ nhất và đời thứ hai, có lẽ mình sẽ không phải là đối thủ của hắn ta. Đáng tiếc hắn ta vĩnh viễn không thể nào đi ra một bước kia. Đây chính là sự khác biệt giữa người và người. Thú thực hắn cũng rất hâm mộ tên Vương Sát Đinh này. Là một người bình thường, nhưng mà lại có thể khống chế 4 con lệ quỷ. Nếu tại thời điểm 1 năm về trước, Vương Sát Đinh có lẽ là một trong 10 vị ngự quỷ nhân đứng đầu thế giới, là đỉnh phong trong đỉnh phong. Phải biết thời điểm 1 năm về trước, bản thân Dương Gian còn đang phải nhức đầu vì vấn đề mắt quỷ khôi phục. Thậm chí lúc đó hắn còn không thể sử dụng quỷ vực một cách tùy tiện. Tiểu Dương, anh làm như vậy là không đúng đâu. Đang nghĩ đang lành tự dưng anh lại đắc tội với một vị đội trưởng làm gì? Là anh đang ngại bản thân chết chưa đủ nhanh sao? Ở bên người hắn ta toàn bộ đều là lệ quỷ, một mình hắn ta cũng được coi là một tiểu đội rồi. Nếu lỡ ngày nào đó hắn ta tìm đến đánh nhau mà anh không đánh lại thì phải làm sao đây? Không phải lúc nào Hùng Phụ cũng có thể bên cạnh mà chiếu cố cho anh được đâu. Lúc này Hùng Vân Vân không biết là chui từ đâu ra, nó thở ra một hơi, tỏ ra bộ dạng cao lạnh. Lúc này xung quanh không có kẻ địch, chính là lúc nó có thể huênh hoang. Tôi cảm thấy sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị đánh. Dương Gian nhìn nó, tỏ ra cực kỳ chăm chú. Hùng Vân Vân nói. Nói bậy, người ta là một đứa trẻ ngoan, không bao giờ đánh nhau với người khác thì sao bị đánh được chứ? Dương Gian nói. Bởi vì miệng cậu quá là thối. Miệng tôi thối chỗ nào? Người ta cực kỳ lễ phép đấy nha, bình thường gặp ai tôi cũng hỏi hết đấy. Có lẽ của lời của Hùng Vân Vân cực kỳ hùng hồn, dường như không biết vấn đề của bản thân đang nằm ở đâu. Dương Gian cũng lời tranh luận với nó về vấn đề này. Ánh mắt hắn dừng lại ở trên tòa cổ trại của vương gia cách đó không xa. Mặc dù Trần Kiều Dương đã chạy, nhưng mà chuyện ở chỗ này vẫn còn chưa xử lý được. Lý Quân bị mất tích ở trong đó, đồng thời đó cũng là chỗ mà Lý Dương bị mất tích. Hiện tại mặc dù việc khởi động lại của đồng hồ quả lắc đã ngừng, nhưng mà cái này vẫn là do Trần Kiều Dương khống chế. Cho nên lúc này ở bên trong cổ trạch đang cực kỳ nguy hiểm. Chỉ sợ số lượng lệ quỷ bồi hồi ở bên trong sẽ là không hề ít. Lúc này Vương Sát Linh đang xử lý, nhưng mà dựa theo hiệu suất làm việc của hắn, có lẽ việc này sẽ tiêu tốn một quãng thời gian tương đối dài. Hả? Đúng vào lúc này, tại cổ trạch cách đó không xa đột nhiên lóe lên ánh lửa, sau đó bốc cháy. Chỉ là màu sắc ngọn lửa đang tương đối quỷ dị. Nó có màu xanh lục âm u, đồng thời không có nhiệt độ mà tỏa ra khí tức âm lạnh. Dương Gian nhíu mày. Là quỷ hỏa của Lý Quân sao? Là do Lý Quân vẫn còn sống hay là Lý Quân chết rồi và quỷ hỏa đang bị mất khống chế? Mắt quỷ quán ta bị ảnh hưởng, không thể nào thăm dò tình hình bên trong cổ trạch, nên chỉ có thể dựa vào việc suy đoán. Nhưng mà rất nhanh sau đó, một cảnh tượng không tưởng đã xuất hiện. Hắn nhìn thấy bên trong ngọn quỷ hỏa kia xuất hiện một tòa cao ốc âm u đầy tử khí, được bao phủ bên trong thế giới tối tăm. Tòa cao ốc này giống như đang chồng lên cùng với cổ trạch, nhưng hai bên lại không hề ảnh hưởng đến nhau. Đây là do quỷ vực chồng lên nhau. Cao ốc Bình An chính là tổng bộ của hội anh em. Dương Gian lập tức nhận ra quả tòa cao ốc này, thậm chí còn nhìn thấy mấy tầng nằm trên cao đã bị phá hủy. Đó chính là hậu quả do cuộc giao tranh giữa hắn và Phương Thế Minh của hội anh em tạo thành. Không, đây không phải tòa cao ốc Bình An, mà là thế giới của quỷ hỏa.
Mắt quỷ quán dường như là bị một loại lực lượng linh dị nào đó quấy nhiễu, nhịn không được sắp sửa đóng thành, đóng lại, không cách nào có thể nhìn thẳng. Sắc mặt Dương Gian khẽ động, lập tức hiểu ra được thứ đang ẩn chứa bên trong ngọn quỷ hỏa âm u kia là gì. Từ trước đến giờ chưa có quỷ hỏa mới có khả năng áp chế mắt quỷ một cách triệt để, khiến cho nó tự động nhắm lại, không thể nằm mở ra. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Lúc trước theo như tin tức mà tổng bộ bên kia tiết lộ, thì chuyện linh dị quỷ hỏa đã được xử lý. Mặc dù bọn họ không thể áp chế toàn bộ, nhưng mà đã thành công hạn chế được nó. Chẳng lẽ quỷ hỏa đang bị vây nhốt bên trong tòa cốc bình an sao? Khả năng này rất lớn. Lúc trước quỷ hỏa bị mất khống chế, toàn bộ thành phố đều bị quỷ hỏa kéo vào bên trong, tình hình cực kỳ nguy hiểm. Nếu muốn hạn chế được quỷ hỏa, bọn họ nhất định phải lựa chọn ra được một khu vực phù hợp, sau đó dùng quỷ vực này để ngăn cách ảnh hưởng từ lực lượng linh dị của quỷ hỏa đối với bên ngoài. Cao ốc Bình An là một lựa chọn không tệ. Chỗ đó vừa đủ lớn, lại vì trận giao tranh giữa hắn và hộ anh em nên đã bị phong tỏa, ở bên trong không có ai. Như vậy bọn họ có thể giảm bớt tổn thất đến mức nhỏ nhất. Nhìn bộ dạng này, hẳn là quỷ hỏa đã liên thông với tòa cao ốc Bình An, rồi kết nối với thế giới quỷ hỏa. Mặc dù mắt quỷ không thể nào thăm dò, nhưng Dương Gian lại có thể quan sát bằng ánh mắt bình thường. Chỉ là ngay sau đó, cái loại hiện tượng linh dị kia lập tức biến mất. Quỷ hỏa đang bị dập tắt, đồng thời tòa cao ốc Bình An bên trong nó cũng đã biến mất theo. Mọi thứ lại đang nhanh chóng khôi phục lại và bình tĩnh như lúc ban đầu. Ngoại trừ cái đó ra, thì tòa cổ trạch phía xa xa dường như cũng đã yên tĩnh trở lại. Một số thân ảnh kinh khủng biến mất, một vài chuyện dị thường cũng tan biến, dường như việc cổ trạch bị mất khống chế đã được xử lý xong. Lý Quân vẫn còn sống, vừa rồi lắn ta ra tay. Cảnh tượng như vậy trong lòng Dương Gian có chút suy đoán. Đi với tôi nhìn thử xem. Hắn không chần chờ, lập tức dẫn theo Quỷ Đồng và Hùng Văn Văn tới gần cổ trạch. Nếu Lý Quân chết, quỷ hỏa bị mất khống chế, chắc chắn cổ trạch sẽ rơi vào trạng thái bị thiêu đốt liên tục. Không thể nào có chuyện quỷ hỏa tự động dập tắt thế này được. Vấn đề vừa rồi quỷ hỏa đột nhiên xuất hiện, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Điều này hiển nhiên đang có người khống chế nó. Quả nhiên, khi Dương Gian tiến đến cửa của cổ trạch một lần nữa, hắn lập tức nhìn thấy Lý Quân đi ra từ bên trong mà không có hao tổn gì. Tuy nhiên sắc mặt hắn ta khá là quái dị, có một vài chỗ bị thiếu khuyết, giống như có ai đó dùng ngón tay bôi cái gì đó lên mặt vậy. Ngoài ra thì da của hắn ta cũng cực kỳ nồng đậm, giống như được người nào đó dùng phấn trang điểm ra vậy, khiến cho người ta có cảm giác tương đối cổ quái, không được chân thật. Dương Gian. Lúc này Lý Quân không còn đeo kính râm nữa. Nếu hắn ta quay lại, lập tức sẽ lộ ra hốc mắt trống rỗng, thi thoảng còn lóe lên lửa âm u màu xanh, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Dương Gian nói: tôi còn tưởng rằng cậu đã chết rồi đấy. Lý Quân lập tức hỏi: người tên là Trần Kiều Dương kia đâu? Dương Gian nói: cổ trạch bị mất khống chế, có con quỷ nào đó đã bị Trần Kiều Dương khống chế được nên gã chạy mất rồi. Ngay cả cậu cũng không thể xử lý được gã ta sao? Trong giọng nói của Lý Quân lộ ra một tia kinh ngạc. Dựa theo thực lực và khả năng của Dương Gian, thì xác suất của việc Trần Kiều Dương chạy thoát khỏi tay quán ta không hề lớn. Nếu muốn chạy được, thì ít nhất gã ta phải giết chết Dương Gian. Nếu không, không thể nào có chuyện Dương Gian lại đuổi giết gã ta được. Gã ta rất lợi hại, tôi chỉ miễn cưỡng mới thắng được. Dương Gian chỉ lạnh nhạt nói một câu, cũng không nói quá nhiều lời. Chạy cũng đã chạy rồi, còn nói ra lý do cũng chẳng được gì. Chỉ cần nói cho Lý Quân biết, hắn đã đánh thắng là được rồi. Chút tin tức đó rất quan trọng. Lý Quân lại cũng đã hiểu ra đại khái. Chuyện này chính là Dương Gian thắng hiểm, nên dù là Trần Kiều Dương thất bại, nhưng mà cuối cùng gã ta vẫn chạy được. Nếu lúc đó Dương Gian còn dư lực, thì lúc này hắn ta đại khái đã có thể nhìn thấy thi thể của Trần Kiều Dương. Lý Quân nói:
tạm thời không cần quan tâm đến gã. Vừa rồi đồng hồ quả lắc đã khởi động lại một lần cuối cùng. Quá trình hiệu chỉnh thời gian đã hoàn thành. Cổ trạch đột nhiên xuất hiện rất nhiều lệ quỷ. Kiểu gì điều này cũng có thể ảnh hưởng đến bên ngoài. Cho nên hiện tại chúng ta cần phải xử lý một chút. Nếu không đêm nay thành phố Đại Đông cũng không thể nào yên ổn được. Ở bên trong, tạm thời tôi đã xử lý được một chút rồi. Nhưng mà tôi không biết có bao nhiêu con lệ quỷ đã chạy ra ngoài nữa. Vừa rồi hắn ta đã mở ra bức họa kia một lần nữa và đưa toàn bộ lệ quỷ trong cổ trạch vào trong thế giới của quỷ họa. Không cần phải đối kháng trực tiếp trực diện với lệ quỷ, chỉ cần ném toàn bộ chúng vào trong quỷ họa là được. Mặc dù việc này sẽ lưu lại tai họa ngầm, nhưng mà đây là lựa chọn tốt nhất vào lúc này. Sau đó Lý Quân lại hỏi: Vương Sát Linh đâu? Có lẽ là đã đi xử lý chuyện đinh dị rồi. Hôm nay hắn ta có khá nhiều việc, không cần để đến hắn ta. Hả? Đó là gì vậy? Dương Gián bất chợt nhìn thấy hai người đi ra khỏi cổ trạch. Một nam một nữ. Nhìn bộ dạng cũng lớn hơn 40 tuổi, nhưng lại âm u đầy tử khí. Đồng thời khuôn mặt cả hai khá là cứng ngắc, di chuyển giống như là hai cỗ thi thể vậy. Sau đó trong đầu Dương Gián lập tức xuất hiện trí nhớ có liên quan đến hai người này. Đời thứ hai của Vương gia, vợ chồng Vương Lục. Rõ ràng lúc trước hắn chưa từng gặp, cũng không có quen biết gì với hai người kia, nhưng mà lúc này lại có thể lập tức chấp nhận ra được. Cái này có vẻ như là việc đánh cắp trí nhớ của Trần Kiều Dương làm phát huy được tác dụng. Lý Quân nói: Cậu biết thứ này sao? Tôi chỉ nghe Lý Dương bảo hai con lệ quỷ này không hề tập kích hắn ta, mà ngược lại còn có chỉ đường dẫn hắn ta đi tìm đồng hồ quả lắc ở trong cổ trạch. Tôi đoán rằng hai người này có liên quan gì đó tới Vương Sát Linh, cho nên cũng không có ra tay với chúng nó. Dương Giản nói: Đây là cha mẹ của Vương Sát Linh, trước kia từng là ngự quỷ nhân, sau đó hình như là bọn họ gặp phải một loại nguyền rủa nào đó của gia tộc nên đã trở thành lệ quỷ. Tuy nhiên có vẻ như Vương Sát Linh có thể khống chế bọn họ, tạm thời chưa xảy ra bất cứ một sai lầm nào. Đúng rồi, cậu bảo nhìn thấy Lý Dương, vậy cậu ta đâu? Lý Quân quay đầu nhìn ra đằng sau lưng. Lúc này Lý Dương cẩn thận đi ra. Hắn ta sợ ra bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm, nên mới để cho Lý Quân được đi ra trước quan sát tình hình, rồi sẽ đi ra sau. Đội trưởng, là tôi đây, tôi không sao, vẫn còn sống. Khi thấy người bên ngoài là Dương Gian, Lý Dương lập tức thở phào một hơi. Xem ra tình hình bên ngoài không có bết bát như trong tưởng tượng. Tôi còn định truy vết những chuyện đinh dị khác, sẽ không nói chuyện phiếm với hai người nữa. Lý Quân là một người ưa thích hành động, hắn ta không muốn bị chậm chế thời gian, sau khi quả lo mấy câu liền lập tức rời đi. Đừng thấy hiện tại hắn ta đã xử lý xong bên trong cổ trạch mà nghĩ là đã xong. Vừa nãy dù là Trần Kiều Dương chỉ khởi động lại cổ trạch chỉ có mấy phút thời gian, nhưng mà lệ quỷ được thả ra ngoài không hề ít một chút nào. Chỉ là khi đó Dương Gian cũng không có rảnh để mà chú ý đến thôi. Lý Quân vừa đi, cha mẹ của Vương Sát Linh, hai vợ chồng lệ quỷ kia cũng chậm rãi biến mất, không thấy gì nữa. Mà hiện tại mặc dù cổ trạch không có bất cứ biến hóa nào, nhưng mà cũng đã khuyết thiếu một loại khí tức âm u, quỷ dị. Ở trong cổ trạch, cậu đã tìm ra được chiếc đồng hồ quả lắc kia rồi sao? Lúc này Dương Gian nhìn chằm chằm vào Lý Dương, ánh mắt có chút kinh ngạc. Hắn biết đồng hồ quả lắc đang ở trong cổ trạch, nhưng mà vẫn không biết được nó nằm ở đâu. Chỉ khi biết được thời gian chính xác, vị trí chính xác thì mới có thể tìm được đồng hồ quả lắc. Trong đầu của Dương Gian toát ra một ý nghĩ như vậy. Nhưng mà hiện tại hắn chỉ biết thời gian chính xác, chứ không biết vị trí chính xác. Trí nhớ bị thiếu khuyết, đây chính là hậu quả do việc đánh cắp trí nhớ của Trần Kiều Dương không được hoàn chỉnh. Tôi đã từng thấy chiếc đồng hồ quả lắc kia, nó đang không ngừng khởi động lại. Mặc dù có nhìn thấy, nhưng mà chỉ là thoáng qua. Nhưng khi đó tôi thực sự đã nhìn thấy một chiếc đồng hồ cao chừng một người đặt ở trong cổ trạch. Vốn Lý Dương định nói tiếp, nhưng bị Dương Gian cắt ngang. Dương Gian nói: Không cần vội, cứ trở về rồi hãy nói. Lý Dương cũng lập tức ý thức được sự quan trọng của việc giữ bí mật, nên vội vàng ngậm miệng lại. Dương Gian nói:
Nếu không có chuyện gì nữa thì trở về đội ngũ đi. Chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi thành phố Đại Đông trước 12 giờ. Tôi không muốn ở lại đây lâu. Đêm nay chỗ này sẽ không có bình tĩnh. Nhưng mà nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Những việc còn lại không liên quan gì với chúng ta. Hắn và những đội trưởng khác không hề giống nhau. Những đội trưởng khác như là Lý Quân, Vương Sát Linh hay là Lý Nhạc Bình đều là những đội trưởng vừa có được thân phận và quyền lợi. Nhưng mà Dương Gian thì khác. Hắn có được thân phận đội trưởng, nhưng lại chỉ có quyền lợi của một người phụ trách thành phố Đại Sương mà thôi. Sự chênh lệch này là cực kỳ lớn. Đương nhiên việc quyền lợi bị thiếu cũng mang đến một chút chỗ tốt. Đó chính đáng chỉ cần thực hiện tốt trách nhiệm của một người phụ trách là được, không cần phải gánh trách nhiệm như những người đội trưởng khác. Chuyện đinh dị thành phố Đại Đông, Dương Gian có thể không cần phải xử lý. Tổng bộ cũng không thể nào giao nhiệm vụ cho hắn ta. Trừ phi bọn họ bỏ thêm tiền. Tạm thời cứ để chiếc đồng hồ quả lắc này ở đây đi. Chờ thêm một đoạn thời gian ngắn nữa, nghĩ ra cách lại đến đây lấy. Hiện tại muốn lấy nó đi thì vẫn có một chút miễn cưỡng. Dương Gian thu hồi ánh mắt rời khỏi cổ trạch. Sau đó mang theo Lý Dương, Hùng Văn Văn và Quỳ Đồng rút lui. Cùng lúc đó, sau khi rời đi, Vương Sát Linh cũng không có vội vàng đi xử lý chuyện đinh dị mà hắn ta dẫn theo lệ quỷ thứ nhất, đi đến một căn phòng an toàn cực kỳ bí ẩn trong thành phố Đại Đông. Là đội trưởng, việc hắn ta có được phòng an toàn riêng là điều hợp tình hợp lý. Mà ở trong phòng an toàn này, trên một chiếc ghế là một con lệ quỷ cực kỳ khủng bố. Thân thể con lệ quỷ này màu xanh đen, bụng hơi nhô lên, ở trên trán đang gắn một chiếc đinh đóng quan tài. Chính xác thời gian, chính xác vị trí mới có thể tìm thấy đồng hồ quả đất. Nhưng cái này thực sự có thể khởi động lại được không đây? Vương Sát Linh nhìn chằm chằm con lệ quỷ đang ngồi yên bất động trong phòng an toàn này. Ánh mắt liên tục lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Con lệ quỷ đang được giam giữ trong phòng an toàn này chính là ngọn nguồn của chuyện đinh dị cấp độ S. Danh hiệu quỷ chết đói. Vương Sát Linh nhìn chằm chằm quỷ chết đói đang ngồi trên chiếc phòng an toàn. Ngồi trên ghế, ánh mắt liên tục lấp lóe, đồng thời không ngừng tuôn ra các ý nghĩ. Hắn ta dám cam đoan rằng ở bên ngoài không có một ai biết được quỷ chết đói của tổng bộ là doán đã ăn trộm. Cho nên khi mục quỷ nhân Trần Kiều Dương xuất hiện, hắn ta muốn xác nhận thử xem liệu quỷ chết đói hắn ta đặt trong phòng an toàn có bị Trần Kiều Dương mang đi hay là không. Mặc dù khả năng đó không cao, nhưng mà hắn ta vẫn muốn xác nhận một chút. Đây là con lệ quỷ duy nhất thời điểm hiện tại được giới linh dị công nhận là lệ quỷ bị giam giữ có năng lực khởi động lại. Bất kể là giá trị của bản thân quỷ chết đói hay là chiếc đinh đóng quan tài kia đều là cực kỳ lớn. Đối với mình mà nói, hai thứ này càng quan trọng hơn. Nếu không phải vậy, lúc trước mình đã không mạo hiểm lèn vào tổng bộ để trộm con quỷ chết đói này đi ra ngoài. Nhớ về quyết định hành động ngày hôm đó, bản thân Vương Sát Linh vẫn có một chút sợ hãi trong lòng. Một khi chuyện này bị thất bại hoặc để lọt manh mối ra ngoài, hắn ta chắc chắn sẽ bị tổng bộ truy sát. Dù vậy hắn ta vẫn cảm thấy, mặc dù việc này khá là mạo hiểm, nhưng nó còn nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn ta. Đầu tiên, người hành động lần này không phải hắn ta, mà là ông bà nội đã hóa thành lệ quỷ của hắn ta. Quỷ sẽ không thể bị giết chết, cho nên dù chuyện này có bị thất bại đi nữa, hắn ta cũng không có việc gì. Với lại lúc đó tổng bộ còn đang bận xử lý chuyện đinh dị của quỷ họa, toàn bộ cao thủ đã bị điều động đi hết, không còn ai. Những người còn lại bên trong tổng bộ hầu như là không đủ khả năng để ngăn cản lệ quỷ đời thứ nhất của vương gia hắn ta. Kết quả cũng rất rõ, hắn ta thành công. Quỷ chết đói cứ vậy mà bị hắn ta mang ra khỏi tổng bộ, đồng thời chuyển đến thành phố Đại Đông và cất ở trong phòng an toàn cho đến hôm nay. Tạm thời Vương Sát Linh còn chưa động đến cây đinh đóng quan tài kia. Hắn ta đã nghiêm túc nghiên cứu qua hồ sơ tư liệu của chuyện đinh dị cấp độ S, quỷ chết đói. Nên hắn ta hiểu rõ, đối với loại lệ quỷ cấp độ này, bất cứ sự khinh thường nào đều sẽ tạo ra một trận tai nạn mang tính hủy diệt. Dù sao lệ quỷ này cũng có khả năng khởi động lại. Lợi dụng năng lực khởi động lại của quỷ chết đói,
mình hẳn có thể triệt tiêu được việc cổ trạch khởi động lại. Chỉ cần thành công, mình hoàn toàn có thể đi vào và thu hồi lại chiếc đồng hồ quả lắc kia. Sau đó mình sẽ cưỡng ép quỷ chết đói tiến vào chu kỳ khởi động lại, để tạo ra một vòng tuần hoàn. Thời gian khởi động lại của quỷ chết đói là 40 phút, của quỷ đồng hồ quả lắc là 30 phút, cộng lại là 70 phút. Thực hiện một vòng tuần hoàn là có thể khiến thời gian bên trong cổ trạch trở lại 70 phút đồng hồ. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, mình hoàn toàn có thể để cho cổ trạch trở về bất cứ một thời điểm nào ở trước kia, thậm chí có thể trở về đến ngày đó. Vương Sát Linh đưa tay cọ sát cánh cửa chắc chắn của phòng an toàn, ở trong lòng khẽ tuôn ra một cỗ kích động, bởi vì hắn ta đang nắm giữ được cơ hội này ở trong tay, là có khả năng hoàn thành, chứ không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Chỉ còn thiếu một chút lực khống chế mà thôi, chính là khống chế quỷ chết đói. Dù sao thì quỷ chết đói cũng không thể khởi động lại liên tục dựa theo ý tứ của hắn ta được, bởi vì nó sẽ giết người. Vương Sát Linh cũng biết rõ quy luật giết người của quỷ chết đói. Đối với loại hồ sơ bí mật này mà nói, cấp độ đội trưởng nhân ta hoàn toàn có tư cách để đọc. Mà hiện tại, Vương Sát Linh buông tay xuống, ở trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Hắn ta còn chưa nghĩ ra được biện pháp để khống chế quỷ chết đói, thì chuyện ở cổ trạch đã hấp dẫn sự chú ý của Dương Gian. Đồng thời Dương Gian còn để mắt đến đồng hồ quả lắc bên trong cổ trạch. Hay nói một cách khác, nếu trong thời gian ngắn, hắn ta không thể nào thực hiện việc khởi động lại vô hạn, chờ đến khi đồng hồ quả lắc bị Dương Gian lấy đi, mọi việc sẽ không còn bất cứ một ý nghĩa nào nữa. Cho nên hắn ta cần phải hoàn thành được kế hoạch này trước khi Dương Gian đến và lấy đi đồng hồ quả lắc mới được. Hiện tại hẳn Dương Gian vẫn còn chưa đủ năng lực để lấy đi đồng hồ quả lắc. Nếu không, với tính cách của hắn ta chắc chắn sẽ không để đến sau này mới lấy. Muốn tiếp xúc được với đồng hồ quả lắc còn cần tiến quãng thời gian chính xác. Trước đó khi động thổ với Trần Kiều Dương, khả năng Dương Gian đã sử dụng đến năng lực khởi động lại. Chỉ là thời gian khởi động lại quán ta tương đối ngắn ngủi. Thời gian khởi động lại quán cũng là cùng lắm là 3 phút đồng hồ. Với lại nó còn có khá nhiều hạn chế. Vương Sắt Linh lập tức đưa ra phán đoán. Hắn ta dám chắc rằng trước mắt Dương Gian còn chưa cách nào có thể tiếp xúc được với đồng hồ quả lắc. Nhưng bất kể là gì, thời gian của mình cũng không còn nhiều. Mình cần phải nhanh chóng nghĩ ra một phương án hợp lý để thực thi kế hoạch mới được. Trong lòng Vương Sát Linh bắt đầu có một chút cảm giác gấp gáp. Dựa theo kế hoạch của hắn ta, nếu tất cả mọi việc đều diễn ra một cách thuận lợi, cổ trạch bén ta khống chế, lại nắm giữ quỷ chết đói trong tay, hắn ta chỉ cần từ từ hoàn thành nhiệm vụ, phương án, chờ đợi thời cơ. Dù sao hắn ta cũng là người bình thường, không phải ngự quỷ nhân, nên có thể sống được rất lâu. Hiện tại không được, hắn ta có thể chờ thêm mấy năm, mấy chục năm. Thời gian khá là dư giả, nên Vương Sắt Linh không nóng nảy, hắn ta chờ được. Nếu chỗ này đã không có chuyện gì, vậy mình cũng nên đi ra ngoài xử lý một vài chuyện rồi. Sau khi xác nhận được quỷ chết đói không xảy ra chuyện gì, hắn ta không muốn tiếp tục chờ ở đây nữa mà xoay người rời đi. Căn phòng an toàn trống rỗng lần nữa khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Đằng sau cánh cửa dày trịch kia là một cỗ thi thể màu xanh đen với cái bụng nhô cao. Cỗ thi thể này ngồi bên trong giống như là một bức tượng gỗ, không có động tĩnh. Ở trên trán còn cắm một cây đinh đóng quan tài, nhưng không một ai chú ý tới. Theo thời gian trôi qua, cây đinh đóng quan tài găm trên trán quỷ chết đói dần bong tróc ra từng mảng nhỏ. Nó giống như là những vết rỉ sét trên đinh đóng quan tài vậy. Cùng lúc đó, đôi mắt chết lặng, cho lạnh, cục lệ quỷ cứng ngắc bất động kia đột nhiên cử động một cách chậm rãi. Còn người quỷ dị này nhìn về phía cửa ra vào của phòng an toàn, giống như có thể nhìn xuyên các lớp cửa vừa dày vừa nặng để thấy Vương Sát Linh đang dần đi xa vậy. Nhưng rất nhanh, đôi mắt quỷ dị kia lại trở nên bình tĩnh. Mọi thứ giống như là chưa hề có xảy ra gì hết. Thì thoảng nhìn thấy mấy tia màu đen nho nhỏ không ngừng bong tróc ra khỏi đinh đóng quan tài. Cùng lúc đó,
ở phía trước tòa cao ốc Ninh An của thành phố Đại Đông. Lúc này Dương Gian đã triệu tập đầy đủ thành viên của đội và đang chuẩn bị rời khỏi tòa thành phố này. Lúc này Phùng Toàn đột nhiên đi tới. Từ nãy đến giờ ta luôn chú ý mọi chuyện dị thường ở bên trong tòa cao ốc. Vừa đi đến, hắn ta vừa lắc đầu, tỏ ra bất lực. Chuyện linh dị trong cao ốc không... Chuyện linh dị ở bên trong cao ốc đã bị mất khống chế. Tình hình bên phía cậu thế nào rồi? Tạm thời chuyện bên phía Cổ Trạch đã được xử lý, nhưng mà vẫn để một vài kẻ cực kỳ nguy hiểm tên là Trần Kiều Dương chạy thoát. Sau này mọi người cần phải chú ý một chút. Dương Gian đáp, sau đó chú ý đến tòa cao ốc Ninh An của Vương Sắt Linh đằng sau. Ghế có màu đỏ đã xuất hiện đến tận cửa của tòa cao ốc. Ở bên trong, toàn bộ ánh đèn đều tắt ngúm, chỉ còn có một chỗ chưa bị lực lượng linh dị bao phủ mới có thể sáng đèn. Ngoại trừ điều này ra, thi thoảng ở bên trong còn truyền ra một vài tiếng kêu thảm thiết. Phùng Toàn nói, nếu chuyện này còn tiếp diễn như vậy, tòa cao ốc này chắc chắn sẽ cần phải xong đời. Dương Gian khẽ nhíu mày, Vương Sát Đình không xử lý sao? Phùng Toàn nói, chưa thiến đã xuất hiện. Dương Gian nói, tên gia hòa này cũng thông dong thật đấy. Nhà hắn ta đã xảy ra chuyện mà bỏ mặc không biết chạy đi đâu, khiến cho chúng ta phải đi chùi đít cho hắn ta. Trước đó khi hắn giao thủ với Trần Kiều Dương, Vương Sát Linh đã đứng ở bên cạnh xem kịch. Hồi nãy còn bảo là đi xử lý chuyện linh dị thành phố Đại Đông, vậy mà mới thoáng một cái đã biến mất đâu không thấy đâu nữa. Phong Toàn hỏi, nếu bên kia đã kết thúc như vậy, hẳn nên xử lý chuyện ở đây chứ? Dương Gian nói, cậu quan sát lâu như vậy, đã nghĩ ra được biện pháp nào hay chưa? Nếu có thể nghĩ được một biện pháp tốt, hắn cũng không ngại mà tiện tay xử lý luôn chuyện linh dị của ghế gỗ màu đỏ. Phong Toàn nói, theo như quan sát của tôi, khi số lượng người chết trong tòa cao ốc gia tăng, số lượng ghế gỗ màu đỏ sẽ càng nhiều. Nếu có một người chết, ghế gỗ màu đỏ sẽ tăng thêm một cái. Nhưng mà tôi đoán, trong đống ghế gỗ màu đỏ này, hắn sẽ có một thứ mà môi giới thúc lúc đầu, cũng chính là chiếc ghế mà con lệ quỷ đang ngồi. Nếu chúng ta có cách tìm ra được ghế gỗ màu đỏ bị che giấu kia, nói không chừng chúng ta sẽ xử lý được chuyện này. Dương Gian lập tức nói ra ý kiến của bản thân. Không phải, môi giới đã khuếch tán. Mục đích của lệ quỷ là thông qua chiếc ghế gỗ màu đỏ để giết người. Hiện tại nó đã bị mất khống chế, không còn giới hạn ở trong chiếc ghế lúc đầu nữa. Bất cứ chiếc ghế màu đỏ nào cũng đều có khả năng xuất hiện lệ quỷ. Sau đó Dương Gian lại dựa vào những việc lúc trước, rồi đưa ra một phương pháp. Muốn giải quyết chuyện này, chúng ta chỉ còn một cách, đó chính là kiểm tra được một cái gì đó đặc biệt, kiếm ra được một cái gì đó đặc biệt, sau đó để cho nó ngồi vào trong ghế gỗ. Thứ kia không thể quá mạnh, theo để khiến cho ghế màu đỏ bị vỡ, nhưng mà lại phải có thể tiếp nhận được tập kích của lệ quỷ. Chỉ cần thành công, những chiếc ghế gỗ màu đỏ khác sẽ mất đi tác dụng, bởi vì quỷ chỉ có một. Ở trong thời điểm nó tập kích mục tiêu, nó không thể đi tập kích những người khác được. Nhưng mà phương pháp này khá là khó để thực hiện, có thể nói là rất khó. Nói trắng ra chính là bọn hắn phải tìm ra được một thứ để cho nó bị động tiếp nhận, để cho nó bị động tiếp nhận tập kích từ lệ quỷ. Đồng thời thứ kia còn không được quá mạnh, nếu không nó sẽ khiến cho vật môi giới là ghế gỗ màu đỏ bị hủy, khiến cho quỷ dừng tập kích. Xem ra tiên Trần Kiều Dương kia đã cho chúng ta một vấn đề hơi khoai rồi. Gã ta muốn dùng tính mạng của một tòa cao ốc để ngăn chặn chúng ta, tạo cơ hội cho gã có thời gian hoàn thành việc hiệu chỉnh thời gian. Chỉ là gã không ngờ được chúng ta sẽ bỏ qua chuyện này, đi đến Cổ Trạch xử lý gã trước, mới quay lại xử lý chiếc ghế gỗ màu đỏ sau. Dương Gian lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Kế hoạch này của Trần Kiều Dương không hề tồi. Gã biết lợi dụng trách nhiệm, sự đồng tình của một người phụ trách để di chuyển lực chú ý. Nếu đổi lại là một người phụ trách khác, có lẽ đã bị lừa. Nhưng kịch lại không diễn ra theo những gì Trần Kiều Dương nghĩ, cho nên lần này gã mới thất bại. Lúc này Hoàng Tử Nhã và Đồng Thiến đã tới. Đội trưởng, rời đi sao? Bên này chúng tôi đã hoàn thành việc phong tỏa, xem ra chuyện phía bên kia cũng đã xong rồi.
Mọi người không có việc gì thì tốt rồi. Đồng Thiến hỏi, Lý Dương, cậu không sao chứ? Lý Dương lắc đầu nói, hữu kinh vô hiểm, không có vấn đề gì lớn. Hùng Văn Văn ngáp một cái rồi nói, vậy còn chờ cái gì, phải đi ngủ thôi, tôi buồn ngủ lắm rồi. Nhưng mà nó là người giấy, có thể hoạt động 24/24 không cần ngủ nghỉ. Dương Giản nói, chuyện chiếc ghế màu đỏ chưa xử lý được, mà Vương Sát Linh đã mất tích, không biết đã đi đâu. Chờ xử lý xong chuyện này rồi đã, doãn đi. Đồng Thiến lộ ra vẻ kinh ngạc, thay Vương Sát Linh xử lý chuyện đinh dị sao? Cái này không giống với tác phong của anh lắm. Dương Gian vẫn bình thản nói, thực ra tôi không muốn quản, nhưng mà trước đó đã đáp ứng Lý Quân là sẽ xử lý chuyện đinh dị ở chỗ này, nên cần phải làm. Gì chứ chút tín dụng đó tôi vẫn phải có. Đồng Thiến khẽ gật đầu. Mặc dù tính cách Dương Gian có chút vấn đề, nhưng mà là một người biết giữ chữ tín, chỉ ít thì trước giờ anh ta chưa từng làm ra việc gì trái với lời hứa hẹn cả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tổng bộ lại muốn mời Dương Gian ra tay. Bởi vì Dương Gian chứ không bị chơi, sẽ không chơi xấu. Mặc dù giá cả của hắn có hơi đắt một chút, nhưng mà cái đó lại có thể để cho bọn họ yên tâm hơn. Đồng Thiến nói, vậy thì mau xử lý chúng xong chuyện này rồi về thành phố Đại Sương. Mọi người đã nghĩ ra cách làm gì chưa? Ánh mắt cô nhìn về phía mọi người, xét qua người Lý Dương, Phùng Toàn, nhưng lại bỏ qua Hùng Văn Văn và Quỳ Đồng, có vẻ ngây thơ vô số tội kia. Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại, có chút chờ mong nhìn về người của Dương Gian. Muốn xử lý chuyện đinh dị, không những cần phải đảm bảo can đảm, mà quan trọng hơn là cần đến trực giác cùng với một loại tư duy đặc biệt. Mọi người lập tức rơi vào trầm mặc, đều đang tự hỏi nên làm gì thì mới có thể xử lý được chuyện đinh dị của ghế gỗ màu đỏ. Cũng may hiện tại bọn họ không còn ở bên trong khẩu ốc, bản thân đã được đảm bảo an toàn, nên có dư giả thời gian để phân tích chuyện này và tìm ra đối sách. Lúc này chắc chắn sẽ phải dựa vào Hùng Phụ rồi. Hùng Văn Văn thấy mọi người không ai động tĩnh gì, liền lập tức đứng ra muốn tạo khí thế. Chỉ cần dự đoán mấy lần là có thể tìm ra được phương pháp. Dương Gian nhìn nó một cái nói, nhiều ghế màu đỏ như vậy, có vô số môi giới, như vậy sẽ tạo thành vô vàn biến số. Cậu định dự đoán đến khi nào mới xong? Hùng Văn Văn lập tức nói với giọng điệu hùng hồn, à không, tôi không cần dự đoán thứ đồ chơi kia, chỉ cần dự đoán là dự đoán anh là được. Tôi chỉ cần xem trong tương lai anh dùng cách gì để xử lý nó, sau đó tôi sẽ nói phương án hành động của anh trong tương lai cho anh hiện tại được biết. Cái này không được sao? Dương Giản nói, không cần, tôi đã nghĩ ra được một cách. Phùng Toàn kinh ngạc, nhanh thế, phương án của cậu là gì vậy? Dương Gian nói, tôi cần một mồi nhử để chủ động kích hoạt quy luật giết người của con quỷ kia. Đồng Thiến lập tức nói mà không hề có một chút suy nghĩ, để cho tôi làm mồi nhử. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.